Xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang theo dõi bản tin dịch COVID-19 trên kênh Bản tin nóng. Và chương trình hôm nay sẽ có những tin chính sau đây. Cập nhật tin COVID-19 trưa mùng 4 tháng 3, cả nước còn 3.840 bệnh nhân COVID-19 nặng đang điều trị tích cực. Thứ trưởng Bộ Y tế khuyến cáo người dân không nên quá lo lắng mua kit test dự trữ. Hà Nội yêu cầu chỉ bán Monopiravir cho F0 có đơn thuốc đúng quy định. Đà Nẵng vượt mốc hơn 1.000 F0 một ngày, thiếu nhân lực, khu ICU. Và sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng đón xem. Thưa quý vị, ca mắc trong ngày tại nhiều địa phương tăng vọt. Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước với 18.661 ca bệnh mới. Cả nước hiện còn 3.840 bệnh nhân COVID-19 nặng đang điều trị tích cực. Hà Nội thêm 18.661 F0 trong 24 giờ. Tối mùng 3 tháng 3, Sở Y tế Hà Nội thông tin trên địa bàn đã phát hiện thêm 18.661 ca dương tính SARS-CoV-2. Từ 18 giờ ngày mùng 2 tháng 3 đến 18 giờ ngày mùng 3 tháng 3, Hà Nội ghi nhận 18.661 ca bệnh, trong đó 6.418 ca cộng đồng, 12.243 ca đã cách ly. Hà Nam ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng vọt. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hà Nam, ngày 3 tháng 3, Hà Nam ghi nhận 1.645 trường hợp có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Cụ thể, tại các khu cách ly, ghi nhận 32 trường hợp là F1 liên quan đến các ổ dịch trên địa bàn tỉnh. Tại các khu phong tỏa, ghi nhận 26 trường hợp liên quan đến các ổ dịch khác nhau. Qua sàng lọc y tế, ghi nhận 1.587 trường hợp. Trong ngày 3 tháng 3, Hà Nam ghi nhận thêm 2 trường hợp mắc COVID-19 tử vong, nâng tổng số bệnh nhân mắc COVID-19 tử vong lên 28 trường hợp. Nam Định, gần 4.000 ca dương tính với SARS-CoV-2. Theo thông tin từ Sở Y tế, trong ngày 3 tháng 3, tỉnh Nam Định phát hiện thêm 3.801 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 2.683 ca ghi nhận trong cộng đồng. Cụ thể, huyện Hải Hậu 507 ca, thành phố Nam Định 683 ca, huyện Vụ Bản 359 ca, huyện Ý Yên 397 ca, huyện Nam Trực 363 ca, huyện Xuân Trường 309 ca, huyện Nghĩa Hưng 316 ca, huyện Trực Ninh 351 ca, huyện Giao Thủy 320 ca, huyện Mỹ Lộc 181 ca. Thái Bình ghi nhận hơn 2.000 F0. Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Bình cho biết, tính từ 16 giờ ngày 2 tháng 3 đến 16 giờ ngày 3 tháng 3, Thái Bình ghi nhận 2.131 ca mắc COVID-19 mới. Số trường hợp nguy cơ liên quan đến các bệnh nhân COVID-19 đã rà soát được tính từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến 19 giờ ngày 3 tháng 3 là 24.160 trường hợp. Cà Mau thêm 1.708 F0 mới, cao nhất miền Tây. Cà Mau ghi nhận 1.708 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó thành phố Cà Mau có đến 700 trường hợp. Trong ngày, có 399 người điều trị khỏi, không ghi nhận trường hợp tử vong. Tiền Giang có 726 ca dương tính, trong đó có 29 ca bằng phương pháp PCR và 697 ca test nhanh kháng nguyên, 43 ca điều trị khỏi và không có trường hợp nào tử vong. Bến Tre có thêm 583 ca mắc mới, tất cả đều lây nhiễm từ cộng đồng. Có 130 người điều trị khỏi bệnh, không ghi nhận trường hợp tử vong. Bộ Y tế thông tin, tính từ 16 giờ ngày 2 tháng 3 đến 16 giờ ngày 3 tháng 3, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 118.790 ca nhiễm mới, trong đó 10 ca nhập cảnh và 118.780 ca ghi nhận trong nước, tăng 8.500 ca so với ngày trước đó tại 62 tỉnh, thành phố, có 77.226 ca trong cộng đồng. Về tình hình điều trị, trong ngày có 33.740 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 2.550.525 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 3.840 ca. Trong đó, thở oxy qua mặt nạ 3.039 ca, thở oxy dòng cao HFNC 371 ca, thở máy không xâm lấn 89 ca, thở máy xâm lấn 332 ca. Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có ca mắc tăng cao, vào top 10 tỉnh thành có ca mắc trong ngày cao nhất gồm Hà Nội 18.661 ca, Nghệ An 6.152 ca, Bắc Ninh 5.648 ca, Quảng Ninh 3.956 ca, Nam Định 3.801 ca, Sơn La 3.751 ca, Hưng Yên 3.497 ca,
Lạng Sơn 3.250 ca, Phú Thọ 3.168 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 3.126 ca. Thứ trưởng Bộ Y tế khuyến cáo người dân không nên quá lo lắng mua kit test dự trữ. Thưa quý vị, tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhận được đề nghị làm rõ những vấn đề liên quan đến kit test COVID-19 tăng giá trong thời gian qua và công tác phòng chống dịch bệnh trong tình hình mới. Trả lời câu hỏi trên, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết kit test COVID-19 tăng giá thời gian qua liên quan đến nhu cầu của người dân tăng cao, trong khi cung chưa đáp ứng đủ. Khi xuất hiện tình trạng này, Bộ Y tế đã làm việc với các bộ, ngành, tỉnh, thành và 100 doanh nghiệp đề nghị không để xảy ra tình trạng găm hàng, tăng giá. Ông Tuyên cho hay, Bộ Y tế cùng các đơn vị liên quan đã yêu cầu các quầy thuốc phải niêm yết công khai giá bán kit test COVID-19. Nếu phát hiện quầy thuốc không tuân thủ yêu cầu, lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm. Các doanh nghiệp sẽ không cung cấp kit test cho quầy thuốc. Để không xảy ra tình trạng cung vượt cầu, ông Tuyên đề nghị các gia đình chỉ mua kit test khi cần, dùng đến đâu, mua đến đó. Người dân nên tuân thủ hướng dẫn của Bộ Y tế, không quá lo lắng mà mua dự trữ kit test, chỉ test khi cần. Hơn nữa, trong một gia đình có thể làm mẫu gộp, có như vậy, cung kit test mới đủ cầu. Đề cập đến nguyên nhân F0 tăng mạnh, sau Tết Nguyên đán, ông Tuyên cho biết là do chủng Omicron có tốc độ lây bệnh rất nhanh, khoảng gấp 5 lần các chủng trước đây. Trong khi đó, thời gian qua, do độ phủ vaccine rộng nên một số bộ phận người dân có tâm lý chủ quan, không tuân thủ nghiêm các quy định trong phòng chống dịch. Về việc tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi, ông Tuyên thông tin chính phủ đã quyết định nhập khoảng 22 triệu liều vaccine để tiêm cho lứa tuổi này. Bộ Y tế cũng đã phối hợp với các bộ ngành liên quan lấy ý kiến về việc tiêm vaccine của các phụ huynh. Chúng tôi nhận được khoảng 95% ý kiến đồng tình của các phụ huynh trong việc tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Như vậy, người dân cơ bản đồng tình với việc tiêm vaccine cho trẻ trong độ tuổi này. Ông Tuyên nói và cho biết, trong tháng 3 này, công ty Pfizer sẽ cấp cho Việt Nam khoảng 7 triệu liều vaccine tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Hà Nội yêu cầu chỉ bán Monopiravir cho F0 có đơn thuốc đúng quy định. Thưa quý vị, tại văn bản chỉ đạo về việc kê đơn bán thuốc Monopiravir vừa ban hành, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các cơ sở kinh doanh thuốc phải tuân thủ quy định về thực hành tốt bảo quản thuốc, thực hành tốt phân phối thuốc, thực hành tốt bán lẻ thuốc, thực hiện nghiêm việc bán thuốc theo đơn. Theo đó, chỉ bán thuốc có hoạt chất Monopiravir cho người mắc COVID-19 có đơn thuốc đúng quy định, tư vấn nguy cơ lợi ích cho bệnh nhân khi bán thuốc và cập nhật ngay dữ liệu xuất nhập vào hệ thống dược quốc gia. Tuyệt đối không được lợi dụng tình hình dịch bệnh để đầu cơ tích trữ và đẩy giá thuốc tăng cao. Yêu cầu trên nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân, tránh mua phải hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, tránh việc lợi dụng dịch bệnh để đầu cơ tăng giá gây ảnh hưởng tiêu cực đến trật tự xã hội. Sở Y tế giao nhiệm vụ cho Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm Hà Nội tăng cường lấy mẫu để giám sát chất lượng thuốc, đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã chỉ đạo phòng y tế và các đơn vị liên quan như quản lý thị trường, kiểm tra giám sát việc bình ổn giá và kinh doanh thuốc có chứa hoạt chất Monopiravir tại các nhà thuốc trên địa bàn quản lý. Hiện nay, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế đã cấp giấy phép lưu hành sản phẩm và công bố giá 3 loại thuốc có hoạt chất Monopiravir do Việt Nam sản xuất. Monopiravir 400, công ty cổ phần dược Boston Việt Nam sản xuất, Movinavir, công ty cổ phần hóa dược phẩm Mekofa sản xuất và Monopiravir Stella 400mg, công ty trách nhiệm hữu hạn liên doanh Stella Farm chi nhánh 1 sản xuất. Sở Y tế Hà Nội cho biết đã làm việc với các doanh nghiệp nhà thuốc để sẵn sàng cung ứng đến tay bệnh nhân với giá bình ổn, đồng thời có văn bản báo cáo Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Cục Quản lý Dược để sớm có hướng dẫn việc kê đơn thuốc kháng virus cho F0 điều trị tại nhà. Đà Nẵng vượt mốc hơn 1.000 F0 một ngày, thiếu nhân lực khu ICU. Thưa quý vị, trao đổi với phóng viên báo chí, bác sĩ Lê Đức Nhân, giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho hay, Bệnh viện dã chiến đang điều trị hơn 700 ca nhiễm COVID-19, trong đó có gần 200 ca nặng, nhiều ca nằm ở khu ICU chăm sóc đặc biệt. Các trường hợp này đòi hỏi phải theo dõi sát để xử lý kịp thời, do vậy cần nhân lực nhiều. Mặt khác, hiện các bệnh viện thực hiện mô hình bệnh viện tách đôi, vừa khám chữa bệnh thông thường, vừa tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID-19, nên không thể huy động nhân lực từ đây lên bệnh viện dã chiến. Bệnh viện đang rất cần nguồn nhân lực ICU, các bác sĩ được đào tạo huấn luyện, có kỹ năng theo dõi chăm sóc bệnh nhân nguy cơ cao. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến cho biết, trên địa bàn có 15 cơ sở y tế tham gia điều trị bệnh nhân COVID-19, nhưng chủ yếu là các ca nhẹ và trung bình.
Hiện thành phố đang rất khó khăn về lực lượng y tế, nếu các bệnh viện không điều trị ca nặng thì phải hỗ trợ nhân lực ICU cho bệnh viện dã chiến, nếu không bệnh viện dã chiến sẽ không có nhân lực. Một là bệnh viện điều trị ca nặng, nếu không điều trị ca nặng chuyển lên bệnh viện dã chiến thì phải gửi người lên. Trung tâm y tế quận Thanh Khê cho hay, hiện quận có gần 6.500 F0 đang điều trị tại nhà, riêng phường An Khê hơn 1.400 ca. Số lượng F0 tăng cao cộng thêm việc đội ngũ y tế học đường bị rút về khi học sinh đi học lại. Số nhân viên y tế bị nhiễm COVID-19 nhiều, tạo áp lực rất lớn. Lực lượng y tế không đủ để chăm sóc F0 cũng như thực hiện việc tiêm vaccine phòng COVID-19. Sở Y tế Đà Nẵng đã thống nhất phương án phân nhỏ đối tượng cách ly điều trị tại nhà thành hai nhóm, gồm nhóm có nguy cơ và không có nguy cơ. Đối với nhóm có nguy cơ, lực lượng y tế địa phương có nhiệm vụ theo sát để hỗ trợ về chuyên môn, tránh để bệnh nhân chuyển nặng. Bà Yến lưu ý, Sở Y tế cần xem xét cân nhắc việc xác nhận F0 theo hướng để người dân tự lấy mẫu qua giám sát của nhân viên y tế để giảm tải cho các trạm.